Xin chào tất cả anh em nhé. Hôm nay là ngày 23 tháng 7 năm 2021, mình lại về một ít hàng. Lần này nó về theo kiểu thương mại điện tử, nó đóng gói tùm la tùm lum cả một đống này, thì bây giờ mình sẽ khui nhanh cho anh em xem nhé. Đây, khui rất nhanh cho anh em xem. Vừa phải banh nốt mười mấy triệu để nhận chỗ hàng này về. Toàn hàng rẻ thôi nha. Rẻ so với những cái sáo đắt, chứ còn là thực tế thì nó cũng không rẻ lắm. Vì một số cây nó cũng giá tiền triệu. Về theo kiểu thương mại điện tử nó gói như này mất rất là mệt luôn. Nó ngoái dịch nó cũng làm theo một đợt như này. Anh em lần này dịch như này thì ở nhà tuổi sáu là rất là an toàn thôi, ra ngoài làm gì căng lắm. Đây là sáo mèo kép anh em nhé, nhưng mà đây là mèo kép và trúc tím thôi, mèo kép gỗ mình hết rồi. Lần này xong rất là cẩn thận. Đây là hộp này, turo này và cây sáo mèo. Lần này mình thấy nó làm rất là cẩn thận, các chữ rất là nét, và thậm chí là có cả bọc cả cái lam đồng đó, rất là cẩn thận. Thì trước giờ chưa là thấy, hôm nay thấy rồi, mong qua trước khi thử anh em nhé cho nó an toàn. Đây, chữ nào to này. Alo. Rồi. Mình đang bắp đây, mình đợi một chút. Mình đang khui. Chúng cho một kiện lên xe à? Đây là hàng của mình mà. Thế lúc nào thế mang lại kho, lúc nào lần sau hàng về lại mang lại cho mình thôi. Hay là đến tiện đường thì vứt cho mình, còn không thì mẹ mang lại kho hay làm như nào? Rồi ok, nếu mà qua được thì trả cho mình, còn không thì mang về, hôm nào hàng nó về liên tục không ạ? Ok. Đấy, trả hàng cho mình nhưng mà trả nhầm, phải trả thiếu, vẫn còn sót trên xe của mình. Đây, mèo kép mà trúc tím của anh em đây. Nô này về khá là ngon, khắc chữ đâu ra đấy. Đầu này thì anh em nhìn tưởng sừng nhưng nó là nhựa thôi. Nó nhựa thôi, giả sừng thôi. Đó. Thử một cây nữa nhé. Hay là để xem nó có ngon cả lô hay là chỉ được một cây. Này về cũng chỉ mười mấy cái mèo thôi, 10 cây thành mấy cây. Mình nghe này. Rồi thế đi. Rồi ok, trả sau cho mình. Thế nào cũng vậy anh em. Khắc chữ rồi là bọc đầu. Nói chung là ổn, nô này ổn. Mình rất ngại khi mà hàng về nó kém, bán mình rất là ngại, thậm chí không dám quảng cáo giới thiệu cho anh em luôn. Đây vào kép. Ngon thì về giới thiệu anh em dùng thoải mái. Tiếp theo mọi người nhé. Chuyện này đi. Đây sao gặp anh em nhé. Tuyệt con đơn. Này thì chắc là ít anh em dùng lắm, thường là dùng trong giảng dạy trẻ em cấp 1 hoặc là trẻ con nó bé. Mình phải nhập cái loại này, nhựa nó là nhựa an toàn đấy, nhưng mà giá nó cao hơn. Còn cái loại mà xanh đỏ tím vàng nhập nó rất là rẻ, thậm chí bán ra khoảng tầm 30-40 nghìn thôi, 50 nghìn thôi, nhưng mà thực tế là cái nhựa đấy nó không an toàn,
Nên là nhà mình cũng có trẻ con mà lấy thế mình hiểu cái tâm lý, nếu mà nhậm cái nhựa nó không an toàn thì rất là sợ. Và bây giờ trẻ con ấy, người ta phụ huynh rất là thông minh, thông thái, người ta không cho trẻ con nó ngậm mấy cái nhựa vớ vẩn đâu. Đó, nên là chúng ta gặp còn hàng như này đó, mình không muốn vui. Tiếp theo cho bầu anh em nhé. À đây, thôi đừng nói trước rồi. Đây là hai cây son này cả. Hôm trước mình về cái lô lại trúc ấy thì nó sót hai cây này của mình, hai cây này về nữa là đủ rồi. Đi gì lại trúc đây, hãng này nó là hãng gì nhỉ? Hãng này nó rất là tiếng Anh, nên là nghe nó cũng Trung Quốc thế nào luôn á, nên là mình không ấn tượng lắm. Đây nha, và cho sáng một chút nhé. Anh em ngắm được lại trúc chưa? Cho gần đi nữa, trúc lại đẹp chưa? Cái phần đuôi khá là dày. Hãng em khá là ổn đấy, tuy nhiên là mình chỉ sợ là mình nhập nhiều chất lượng nó sẽ không được ngon như này thôi. Nhập ít thì thấy hàng khá ổn đấy chứ. Mình sợ nhập nhiều bắt đầu nó lại làm ăn tơ như thằng Ninh Jin ngày xưa á. Ninh Jin mình lấy TT02 mình lấy nhiều. Bắt đầu nó cho cả hàng kiểu dạng như hàng ngoại, hàng thải về. Mình thì không dám gửi cho anh em hàng kém, nhưng mà cái hàng mà kém về thì mình lại ôm xong mình lỗ. Lỗ trên cái nợ đơn mình ôm rất là nhiều, xong bắt đầu hàng bây giờ tồn bao nhiêu nhưng mà toàn hàng kém không dám bán anh em. Đấy, sợ nhất là kiểu như vậy. Hãng to nó còn làm như vậy thì đừng nói hãng nhỏ. Đó là lợi chốt nha. Tiếp theo này, ngoài kia còn rất nhiều, anh em nhìn ngoài kia còn rất là nhiều kiện, nhưng mà thực tế nó như nhau thôi. Thì phui rất phồng mày là như là rất là rất hàng như vậy. Sáu bầu quả thật này. Hôm trước là mấy bạn hỏi, có anh Trần Công Minh hỏi đấy. Đây, về nếu mà hình thức như này thì cũng khá là ổn đấy. Đầu tiên thì hình thức đã nhé, hình thức nó cứ bóng đẹp đã là được. Cây C giống hơi nhỏ một chút nhưng quả rất là đều, thử âm luôn này. Nọc vào cái miệng nhá, anh em nếu mà muốn thổi cái này cứ cầm là cứ phải nọc vào cái miệng cho sạch. Hàng này về bao giờ bọn mình cũng phải chỉnh nam lên, để nam y nguyên như này thì rất là khó thổi. Đó, xong bầu, một quả nữa nhé. Nhìn nó hết rồi, không còn hàng gì lạ đâu. Nói chung lô này về quả như này rất là đẹp, dễ bán này. Mình sợ quả nó xấu. Còn cái nam thì mình xử lý được, quả nó xấu thì chịu. Mèo bầu mèo ổn nhé, bầu ổn nhé. Hai cái sáo son lại chút ổn. Sáo dọc thì nó làm bằng nhựa 100 cây như 1, 1000 cây như 1. Đây toàn sáo dọc nó thôi mọi người ơi. Đây toàn sáo dọc không, sáo bầu. Nó không còn gì để phui đấy anh em ơi. Còn rất là nhiều kiện chưa phui, nhưng mà toàn là kiện là hàng như nhau hết thôi mà. Đó, thôi nha anh em nhé. Cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi kênh của mình. Suốt ngày phui hàng chẳng thấy cover gì, nhiều anh em kêu vậy. Thôi, mình sẽ cố gắng sắp xếp thời gian mình cover cho anh em. Cảm ơn anh em đã luôn quan tâm theo dõi kênh của mình nhé. Anh em có nhu cầu mà mua sáo gì thì cứ inbox cho mình Facebook Đinh Văn Cao, fanpage Shop Sáo Cao Định, cứ tìm là Shop Sáo Cao Định là ra anh em nhé. Cảm ơn anh em.